Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Sau khi phát hiện ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ngành y tế đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã tiến hành cách ly thêm hàng chục trường hợp đề phòng nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm lây lan ra cộng đồng. Theo đó, thì 19 người bị cách ly là những người từng tiếp xúc với cụ ông 80 tuổi, bao gồm 13 bệnh nhân nằm điều trị cùng phòng với ông này trước đó, khi ông nhập viện điều trị tiểu đường. 6 người còn lại là người thân của bệnh nhân và lái xe taxi đã đưa bệnh nhân từ cửa khẩu Thâm Quyến tới bệnh viện. Tất cả những người này được cách ly tại một bệnh viện và một khu nghỉ dưỡng, và một vài người trong số này đã có triệu chứng viêm nhiễm đường hô hấp trên. Trong khi đó, cụ ông 80 tuổi hiện trong tình trạng ổn định, trong khi nữ bệnh nhân đầu tiên người Indonesia thì tình trạng sức khỏe vẫn xấu. Cả hai bệnh nhân đều nhiễm bệnh tại Thâm Quyến. Các chuyên gia y tế cho rằng một số gia cầm ở Thâm Quyến có thể đã bị nhiễm loại virus nguy hiểm chết người này.